quay trở lại với kênh YouTube Chuyện Cô Ly và mình là Ly. Với những bạn mà lần đầu đến với kênh YouTube của mình thì Ly là một người sống sót sau ung thư. Ly đã đồng hành cùng với ung thư vú cũng sắp xỉ được 4 năm nay rồi. Trên kênh YouTube của mình thì Ly đăng tải những cái thông tin cập nhật liên quan đến ung thư, và ngoài ra thì Ly cũng đăng tải những cái video liên quan đến cuộc sống của Ly nữa. Và ngày hôm nay là một cái video khác với lại cái video mà Ly đã đăng tải ở trên kênh YouTube của mình. Hôm nay thì Ly sẽ dẫn mọi người đến một cái quán cà phê Cỏ và Lá. Cái quán cà phê này có cái gì đặc biệt mà Ly lại mang mọi người đến đây thì mọi người hãy cùng đi theo Ly nhá. Đi thôi. Chị Huyền, vì sao lại đặt tên quán là Cỏ và Lá? Ra là vì chị muốn cuộc sống của chị nó đơn giản và đơn thuần như cỏ thôi, nó không quá phức tạp. Đây, chị Huyền bây giờ là nghỉ luôn việc mà chỉ làm ở quán thôi đúng không ạ? Chị có hai job, một job là với đồ uống kiểu này, là một góc là ở văn phòng chị vẫn làm. À thế ạ. Đấy, như mọi người vẫn nghĩ là đối với lại những cái bệnh nhân ung thư như Ly hay là như chị Huyền thì sẽ chỉ ở nhà thôi chị nhỉ? Lúc nào cũng chỉ ở nhà và quanh quẩn ở nhà thôi, không còn làm gì ấy, không có sức khỏe, kiểu cảm giác như là kiểu sức lực cạn kiệt hết ấy. Nhưng mà thực sự thì không phải. Ly là người đầu tiên chỉ pha loại này trong ly uống đây. Em cũng chưa bao giờ uống cà phê với cam bao giờ. Đúng rồi. Cà phê này là cà phê mình tự pha hay là cà phê mua sẵn hả chị? Cà phê này là cà phê mình tự pha. Và cà phê này là cà phê hạt xay ra nguyên chất. À, mình hay nói là nguyên chất là khỏe nhất đúng không? Dạ. Thì ở đây là nguyên chất. Em ít khi uống cà phê lắm, tại vì là từ cái ngày mà điều trị ấy, thì em bắt đầu em bị chỉ uống một tí cà phê với một tí trà mà thì sẽ bị mất ngủ. Ôi mà dạo này em bị mất ngủ nhiều lắm, nên là em ít uống cà phê đi. Cà phê cam thì sẽ không giúp, không bị mất ngủ. Vì cà phê này là cà phê sạch của Nhật, nước thứ hai của cà phê bình thường lấy nâu và đen. Dạ. Chọn một ống hút cỏ nhỉ? Chọn ống hút cỏ đi. Đúng với lại cái tên của quán, đấy là Cỏ Cà Phê, thì bây giờ Ly cũng uống cà phê cam với lại ống hút cỏ. Đây. Chị Huyền đã pha xong cà phê cam. Đi xem cái cà phê có đủ chấm cam không? Có ngọt không? Nó không ngọt chị ạ. Nhưng mà đúng là lạ thật. Tại vì cam xong có một chút nó hơi nhẳng nhặng một tí xíu của cà phê. Cheers. Mãi đến bây giờ cũng phải được 30 phút rồi ngồi chờ thì chị Huyền cũng luôn tay và Ly thì cũng luôn mồm. Bây giờ thì mình sẽ ngồi nói chuyện với chị Huyền một tí xíu. Ly đã chuẩn bị một mấy câu hỏi để dành cho chị Huyền. Nhưng mà cái câu hỏi mà đầu tiên chắc là mọi người cũng đang rất là muốn nghe và cũng rất là muốn tìm hiểu thông tin, đó là chị Huyền phát hiện bệnh từ lâu chưa? Và mình đã phát hiện bệnh như thế nào? Huyền phát hiện bệnh là năm 29 tuổi, cách đây 7 năm rồi. Và khi phát hiện bệnh thì nói chung là nó cũng có những sự vô tình, là khi mà tắm sờ vào ngực của mình ấy. Vì Huyền có thói quen là tắm là sẽ sờ vào tất cả những thứ cần sờ ở trên người. Thì thấy có một cái nó cũng gần gần nhỏ như hạt ngô ấy, trong bầu ngực trái. Và từ đấy thì cũng vì Huyền cũng công tác trong ngành, làm ở một công ty liên quan đến xét nghiệm, thế nên là cái cũng có một tí ti hiểu biết về cái đấy và quyết định là vào viện ca để cho sinh thiết luôn cái viên ngô đấy. Thì sau 2 tiếng thì kết quả ra là ung thư biểu mô tuyến vú.
Đấy là kết quả đầu tiên mà Huyền cầm năm 2019 tuổi. À, năm nay là chị Huyền bao nhiêu tuổi vậy ạ? Năm nay là Huyền bước sang tuổi 36. 36 tuổi và năm 29 tuổi chị Huyền phát hiện, em thì 30 tuổi phát hiện. À, cũng xem nhau mà em sắp bằng tuổi chị Huyền rồi. Đúng rồi, thì chị Huyền có phải là mới bị di căn lại đúng không? À, cách đây 2 năm thì Huyền bị tái lại. Di căn vào một số vị trí hạch, trong đó có hạch nách và hạch cạn đòn và hạch đại vùng. Và một vị trí nữa là ở phổi. Và một cái vị trí L4, L5 của xương là cái vị trí mà bị thoái hóa rất là khá nặng và cũng là điểm tổn thương khá lớn và cần phải theo dõi đến tận bây giờ. Thì nói chung là khi mà đã xác định là sống chung với bệnh thì đến thời điểm mà bị tái lại đấy thì đến bây giờ thì vẫn chưa ngừng điều trị. Có nghĩa là đã 24 tháng qua là hiện đang điều trị tái phát. Và hiện tại bây giờ hiện đang sử dụng hóa chất khô. Chị Huyền vẫn điều trị hóa chất nhưng mà vẫn có thể làm được 2 job, là vừa làm công việc văn phòng xong lại vừa quản lý cả cái cửa hàng cà phê này nữa. Em được biết là chị Huyền có một bé trai rồi. Đúng, rồi đúng không? Thì không biết là bé trai nhà mình đây bây giờ là được bao nhiêu tuổi chưa? Khi mình mắc bệnh thì con mình được 1 tuổi rưỡi, cho nên bây giờ cháu được 8 tuổi rưỡi, cứ cộng năm của mẹ vào là sẽ 5 tuổi con. Cái khoảng thời gian mà em vào điều trị ấy thì em cũng có nằm cùng với lại một số chị thì cũng có con nhỏ. Em thấy các chị ý đều lo lắng nhất đấy là việc con của mình sẽ ra sao. Các bà mẹ thì thường sẽ rất là chăm con, chiều con. Mà nhất là những cái bà mẹ mà bị bệnh ấy thì cứ nghĩ là mình bị bệnh rồi nên là cái gì cũng phải cho con, cái gì cũng phải chăm con, cái gì cũng dành hết tất cả cho con. Cái hướng mà chị dạy con thì sẽ như thế nào? Thực ra là bản thân Huyền cũng là một người tự lập. Vì vậy cho nên là khi mà bị bệnh, thực ra Huyền không bao giờ tạo một cái vỏ bọc cho con. Con cần sống đúng với cuộc sống của con, đối diện với những thứ mà con sẽ phải đối diện. Và có thể đối diện sớm hơn với các bạn khác khi mà có một người mẹ mắc ung thư. Thì đối với Huyền ấy, những bà mẹ yêu thương con theo nhiều cách. Nhưng mà Huyền thì không giống họ một cách là mình cho con trải nghiệm, sẵn sàng cho con trải nghiệm rất nhiều thứ. Từ việc làm thiện nguyện, khi mà con bắt đầu biết nói và biết đi sẽ theo mẹ. Các công việc mà Huyền bây giờ đang suy nghĩ giống như là tất cả mọi việc con làm thì sẽ có mẹ ở cạnh, và các mọi việc mà mẹ làm con cũng sẽ ở cạnh. Vì thế tại sao mà Huyền rất thích cà phê và đồ uống, đặc biệt là đồ uống dành cho sức khỏe. Vì vậy mà Huyền đã nuôi ý tưởng và mở ra cái quán cà phê này. Và con là một cộng sự, cũng là một nhân viên của quán. Và con cũng được chấm công giống như các nhân viên phục vụ ở đây, cũng được trả lương tạm ứng lương. Và quỹ lương đấy của con thì sẽ là một cái quỹ giống như là tiền là do mẹ đói ra, nhưng mà tiền thực chất thì lại là ở trong ví mẹ. Nhưng mà con thì lại thực sự là rất là vui. Ví dụ đồ uống ở quán con không bao giờ tự báo với lại ba là pha cho cháu cốc này cốc kia. Và con sẽ hỏi là bây giờ quỹ lương của con còn bao nhiêu, con có thể order một cốc này không. Và con luôn luôn được giảm giá một nửa nhưng vẫn phải trả tiền, và tiền con trả chính là tạm ứng từ lương. Và tất cả những cái đấy đều là con số trên giấy tờ hết. Mình không muốn con chạm vào tiền quá sớm, nhưng lại dạy con cách để có thể có những cái công việc hoặc cái này. Khi mà con quyết định lựa chọn một cái gì con thích thì có nghĩa là con phải bỏ công sức ra để con có được cái đấy. Em thì không được may mắn như chị Huyền, tại vì là em 30 tuổi em phát hiện nhưng mà em lại chưa lập gia đình, em chưa có con nhỏ. Tuy nhiên là em lại có rất nhiều cháu rồi. Nhưng mà ở nhà em ấy thì em nó dạy con theo một cái cách khác. Nhưng mà em cảm giác như là các cháu mình đang được bảo bọc quá. Từ cái lúc mà chị Huyền mà bị bệnh á, cái lúc mà chị em mình hóa chất là sẽ bị rụng hết tóc này, thì cái khoảng thời gian trước là chị Huyền bị trước em là từ 7 năm trước. Thế thì cái khoảng 7 năm trước cho đến bây giờ, cái lần rụng tóc thứ hai thì chị đã bao giờ mà bị kiểu bị ánh nhìn kỳ thị từ phía người ngoài và mình chưa? Thực ra là cái lần điều trị đầu tiên ấy là Huyền bị nhiều ánh mắt kỳ thị hơn lần sau. Vì thực ra Huyền là một đứa cũng khá năng động từ khi còn đi học. Và những người ở quê Huyền ấy thì đều biết với việc là gia đình Huyền là có 4 chị em
có sự học hành rồi chăm những các thứ nó kia nọ kia cũng rất là tốt. Nên khi mà Huyền đối diện với căn bệnh ung thư và khi Huyền quay trở về quê thăm bố mẹ với cái đầu không có tóc thì bình thường Huyền thấy cái việc mình không có tóc là chuyện rất bình thường, vì mình chấp nhận được nó thì mình nghĩ là xã hội sẽ chấp nhận được nó. Nhưng mà mọi người cũng có người nói ra xì xào rằng là con bé này chắc cũng sắp chết rồi, bởi vì thực ra là mọi người sẽ tưởng tượng là khi truyền hóa chất xong mà con phụ nữ không có bộ tóc đã rất là xấu rồi. Đúng rồi. Chưa kể việc khi mình có một lượng hóa chất rất là nhiều vào người nữa thì mặt mình sẽ xấu đi, da sẽ đen đi, sạm đi, nên trông nó cũng không được thực sự là thần thái và tươi tắn lắm. Mọi người cũng nghĩ là mình sẽ không thể qua nổi cái năm đấy và cũng như là có những cái tâm lý đến bố mẹ. Và bố mẹ thì lại rất là lo lắng cái việc đấy, sợ người ngoài nói giống như trẻ con hay nói là nếu nó mập quá mà cứ khen ấy thì sợ là lại sút cân. Thì bố mẹ cũng sợ là quanh mọi người nói như thế thì con mình sẽ bị ảnh hưởng rồi cũng sẽ coi như đấy. Bố mẹ luôn luôn bắt Huyền là phải đội tóc giả, đội khăn che mặt các kiểu. Bố mẹ muốn là mình không bị tổn thương mà. Nhưng mà thực tế thì Huyền lại đối diện với nó. Huyền vẫn thích để tóc, để đầu trần. Nếu mà cần thiết thì mình có thể đội cái khăn lên thôi. Bởi vì khi thời tiết nóng như này thì không thể ai mà chùm một cái bộ tóc giả lên được. Thứ thứ hai là ở ngoài Hà Nội thì nó cũng có cái cách nhìn nó khác hơn một chút. Đó là đồng nghiệp của Huyền nhìn Huyền và chấp nhận Huyền. Và cái mà quan trọng nhất chính là người chồng và con trai mình. Khi mình chọc đầu và không có tóc thì người chồng mình vẫn ôm mình và hôn lên trán, lên đầu mình. Con trai mình cũng thế. Không bao giờ bạn ấy từ bỏ cái thói quen là luôn luôn sờ vào đầu mẹ lúc ngủ và khi đi ngủ. Đến đó là một cái mà tôi nghĩ là bản thân mình phải chấp nhận mình trước. Chứ đừng để xã hội chấp nhận rồi mình mới chấp nhận bản thân mình. Thì mình sẽ bị những cái lời nói không hay, không nói là kỳ thị thì hơi nặng, nhưng lời nói không hay làm ảnh hưởng đến tâm lý của mình trong lúc đấy. Thì Huyền nghĩ là phụ nữ có tóc hay không có tóc vẫn đẹp. Quan trọng là đẹp ở mức độ nào và đẹp bằng cách nào thôi. Cuộc sống của chị đã thay đổi như thế nào mà từ khi mà chị bị ung thư? Thực ra nó làm cho mình tốt hơn. Thực sự là tốt hơn rất nhiều. Trước đây, nếu mà mọi người mà biết Huyền từ cái ngày sinh viên cho đến bây giờ thì mọi người sẽ thấy Huyền thay đổi rất là nhiều. Từ cách ăn mặc, trang điểm hay là làm đẹp. Nói chung tất cả mọi thứ đấy Huyền bắt đầu quan tâm hơn. Từ việc có cả nước hoa nữa hay đồ hiệu. Trước đây thì Huyền không biết dùng son. Đấy là nói thật lòng là không biết dùng son, không biết dùng loại phấn nào loại phấn tốt hay không tốt. Cũng không biết là bây giờ đang xu thế nước hoa nào, hay bộ đồ hay quần áo gì cả. Mình không bao giờ quan tâm, mình chỉ quan tâm một việc là làm việc về nhà và chăm sóc gia đình thôi. Rất thích quan tâm đến cái bản thân mình. Nhưng khi bị bệnh rồi thì mình nhận ra một vấn đề rằng là có rất nhiều phụ nữ giống như mình, là họ không biết yêu bản thân họ. Bản thân mình chính là một người ví dụ rất là rõ nét nhất trong cái việc không yêu bản thân mình. Vì không yêu bản thân mình cho nên khi mà bị bệnh rồi mới nhận ra. Nên là sau khi bị bệnh mình là người tốt lên ở trong cái suy nghĩ nữa. Ví dụ trước đây khi mình nhìn một hành động đấy mình sẽ suy nghĩ là tại sao con bé đấy lại làm như thế nhỉ, con bé chắc chắn là nó thế nào thế kia. Nhưng bây giờ khi một hành động tương tự như thế xảy ra thì mình sẽ nghĩ là chắc nó có nguyên nhân như thế nào đấy để họ có thể xử sự như thế. Và mình sẽ không gắn ghép hay làm tổn thương họ bằng những cái lời nói của mình. Đấy là cái tốt lên từ bản thân. Thứ hai là suy nghĩ của mình cũng thiện lành hơn rất nhiều. Mới ngay sau thử nghiệm có 50.000. Nhưng nếu như mà ai đó cần sự giúp đỡ thì có thể chia đôi. Nhưng trước đây mà Huyền suy nghĩ thì mình nghĩ là nếu không có mình thì sẽ có người khác giúp họ. Mình không hại họ nhưng có nghĩa là mình cũng không có suy nghĩ là sẽ giúp họ. Bởi vì mình nghĩ là 50.000 này mình còn mua rau, mua mắm, mua các kiểu trong cuộc sống. Và mình sẽ nghĩ là sẽ có người khác giàu hơn mình vì mình là người nghèo mà. Nhưng mà bây giờ thì Huyền lại nghĩ khác. Tiếp đến là trong công việc cũng thế, hay là mối quan hệ với mọi người, Huyền cũng thiện hơn rất nhiều so với trước đây. Trước đây Huyền cũng là một đứa cá tính và nhiều khi là cũng rất là bảo thủ. Nhưng dần dần mình cũng nhìn cuộc sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Căn bệnh này làm Huyền thấy cái quãng thời gian 7 năm sống ấy của Huyền nó giống như 70 năm của người khác ấy. Với em 1 năm Huyền sống là bằng 10 năm. Thứ nhất là trải nghiệm. Thứ hai là những việc mình làm. Mọi người thì nói là đây là đang sống vội, nhưng thực tế Huyền lại không nghĩ là Huyền đang sống vội. Mà Huyền chỉ nghĩ là
những việc này đáng nhẽ mình cần làm ở tuổi 35 hoặc tuổi 40, nhưng bây giờ mình sẽ làm luôn để đến khi đến tuổi đấy mình có thể nghỉ. Hoặc nếu mà không may mắn chẳng hạn, mình không thể đồng hành được cùng với mọi người chẳng hạn, mình lên một thế giới khác, thì cái việc đấy mình đã làm rồi. Đấy, đấy là cái suy nghĩ rất là, đến bây giờ là Huyền nghĩ là nó tích cực hơn rất nhiều. À, và Huyền cũng nhìn cuộc sống tích cực hơn ở góc độ màu hồng và màu sáng hơn ngày xưa. Nó thay đổi Huyền rất nhiều và Huyền nghĩ là Huyền đang tốt lên. À, em có một cái câu hỏi nữa mà câu hỏi này chắc là rất là nhiều bạn trẻ muốn hỏi. Tại vì là bản thân em thì em cũng đi làm, và chị thì cũng có cái quán cà phê cỏ này. Tuy nhiên là có rất là nhiều bạn trẻ, trẻ hơn chị em mình nữa, thì các bạn có một cái suy nghĩ đấy là à, tại vì là các chị đi làm, các chị có tiền nên các chị kiểu nói như nào cũng được. Đến chị có lời khuyên gì cho các bạn trẻ hay không? Đấy là đối với các bạn trẻ bị ung thư đúng không? Đúng rồi ạ. Thực ra bây giờ đúng là ung thư vú trẻ hóa rất là nhiều. À, cũng có rất nhiều người suy sụp tinh thần về kinh tế. Vì có thể họ làm, họ đang là một giáo viên mầm non bình thường. Thì với mức lương 3 triệu đến 5 triệu, nhưng khi mà họ mắc bệnh, họ phải điều trị thì gần như họ không đi dạy được chẳng hạn. Mà dạy ở trường tư thì gần như họ phải bị ngừng hợp đồng hoặc là hợp đồng chỉ duy trì thôi. Thường cái lương bảo hiểm xã hội thì cái mức lương đấy không thể chi trả được cho cái việc là điều trị của họ. Ngoài ra có thể là như đối với những và một số những bạn ở xung quanh mình mà cũng đang bị bệnh, mà thực ra là trong câu lạc bộ luôn, các bạn còn bị gia đình chồng đối xử rất là tệ, là ông chồng cũng sẽ không quan tâm. Và nhiều khi người chồng là chính là người trụ cột trong gia đình, là người kiếm kinh tế về. Và phụ nữ họ an phận bằng cách là họ cũng có công việc ổn định, lương ổn định. Nếu cuộc sống họ không bị ung thư hoặc không bị bệnh thì họ rất bình thường. Và thế đấy là rất là viên mãn rồi. Nhưng khi họ bị bệnh và biến cố xảy ra và người chồng quay lưng lại thì họ rất là liêu siêu. Có họ cảm thấy là họ chẳng làm được cái gì cả. Và nhiều khi có người bây giờ đang điều trị rất là mệt mỏi thì họ nghĩ đến việc làm bất cứ một cái gì họ cũng cảm thấy là họ không có đủ sức. Nhưng thực tế thì để mà nói thì khi mà cách đây 10 năm mình làm mức lương với mức lương 2 triệu rưỡi, chắc mọi người không sẽ không ai tin. Nhưng khi cách đây khoảng 2 năm mình nghỉ việc, mức lương của mình lên gấp mười mấy lần so với cái đấy. Nhưng cũng rất là nhỏ so với tổng thu nhập cả một năm của Huyền. Đến khi mà Huyền bị bệnh, những năm tháng sau bị bệnh, Huyền mới là người kiếm được nhiều tiền hơn. Không phải vì căn bệnh của mình mà mình kiếm được nhiều tiền hơn đâu, mà vì lúc đấy mình nỗ lực gấp đôi, gấp ba lần so với ngày trước. Trước đây mình cũng chỉ đi làm bình thường, nhận lương về lo cho gia đình. Cho nên ví dụ 50.000 đấy mình không thể chi cho người khác được. Nhưng bây giờ mình sẵn sàng có thể dùng 50.000 đấy để chi cho người khác, và mình kiếm được nhiều hơn số đấy. Là bởi vì mình nỗ lực về công việc gấp đôi. Kỹ năng của mình khi theo tuổi mình cũng sẽ lên. Cái quan trọng rằng là mình có dám làm và muốn làm hay không. Mình ví dụ như quán cà phê này chẳng hạn, khi mọi người nhìn mặt bằng này, mọi người sẽ thấy là một cái diện tích khá rộng. Để thuê mặt bằng này cũng phải khó. Để đầu tư cả một cái quán này cũng là một món tiền kha khá. Nếu mà Huyền nói là Huyền đi vay thì mọi người sẽ không tin nữa. Nhưng thực tế Huyền đã đi vay một nửa số tiền này để làm quán cà phê. Nhưng Huyền dám làm, và người cho vay Huyền tin Huyền lại làm được, nên họ cho Huyền vay để Huyền làm. Bởi vì thực ra là với chi phí của gia đình cộng với con đi học và chi phí điều trị đang điều trị tái lại vì căn nhiều vị trí đế, thì một tháng Huyền chi phí cũng rất là nhiều. Nhưng mà Huyền làm cái này không phải vì là Huyền kiếm thêm được nhiều tiền, mà thực sự nó là một điểm để Huyền có thể bạn bè đến. Hàng tháng mình có thêm một chút thu nhập, cộng với việc là một cái không gian để mình thư giãn nữa. Nên là Huyền nghĩ là các bạn trẻ cũng thế. Có thể bây giờ các bạn ấy đang mệt, chứ nói xét xong về là chỉ ăn và nằm thôi cũng đã thấy thở, cũng đã thấy mệt rồi. Đúng rồi. Nên nhiều người nghĩ là đến thở còn mệt nữa. Nhưng Huyền tin nếu các bạn nghĩ là bạn làm được thì cũng sẽ giống như Huyền. Mình nghĩ là các bạn cứ làm đi. Khi các bạn chọn phương án là các bạn lùi bước trước khó khăn ấy, thì có nghĩa là các bạn đang đánh mất đi một cái cơ hội của mình. Còn không phải vì là kiếm được nhiều tiền hay ít tiền mà người ta có quyền nói hay không nói. Mà với Huyền bây giờ ấy, những người dám làm, dám nghĩ và chịu trách nhiệm đến việc mình làm là người được nói nhiều nhất, chứ không phải là người nhiều tiền. Đúng rồi. Em cũng thấy là có một số bạn thì các bạn ấy bảo là cũng nói chuyện với em, bảo là Ly sướng nhỉ, Ly được đi chỗ này, Ly được đi chỗ kia. Ly sướng nhỉ, Ly được đi du lịch, Ly được ăn cái này, Ly được mặc đẹp các thứ.
Nhưng mà thực sự ra thì cũng giống như chị Huyền, em cũng đã nỗ lực rất là nhiều. Đến bây giờ thì em tin vào cái sự công bằng của cuộc sống. Tức là mình cứ nỗ lực đi, mình cứ sống hết mình đi, thì chắc chắn là mình sẽ không chỉ có niềm vui nữa, mà mình sẽ có những người bạn và có rất là nhiều người quan tâm đến mình. Cái video clip này không chỉ gửi đến tất cả những cái bệnh nhân ung thư lớn tuổi, mà Ly muốn là các bạn trẻ tuổi, và nhất là những cái người trẻ tuổi hơn Ly và những cái bạn mà đang điều trị ung thư, hãy cứ tự tin lên hết sức mình để mình sống cái cuộc đời thứ hai của mình. Và chắc chắn là cái cuộc đời thứ hai đấy nó sẽ ý nghĩa hơn rất là nhiều so với cái cuộc đời mà bạn đã trải qua, đúng không chị Huyền? Chuẩn, chính xác. Vì Huyền giữa cuộc đời thứ hai này tốt đẹp hơn rất nhiều. Cuộc trò chuyện với chị Huyền đã khép lại cái video clip ngày hôm nay của Ly. Ly rất hy vọng là cái video clip này sẽ mang đến cho các bạn một cái nhìn khách quan hơn, một cái nhìn thiết thực hơn về cuộc sống của những người đang đồng hành cùng với ung thư. Và Ly hy vọng là cái video clip này sẽ mang lại nhiều năng lượng tích cực hơn, không chỉ dành riêng cho những người đang đồng hành cùng với ung thư mà cho tất cả các bạn nữa. Nếu các bạn nghĩ ung thư là chết thì đối với chúng tôi, những người đang đồng hành cùng với ung thư, thì ung thư đã mang lại cho chúng tôi một cơ hội sống một cuộc đời thứ hai đầy ý nghĩa hơn nữa. Ly sẽ quay trở lại với những cái video về cuộc sống của những người đang đồng hành cùng với ung thư khác nữa. Còn bây giờ thì Ly sẽ dừng video clip của mình tại đây. Các bạn hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Ly nha. Và nhớ là hãy bấm luôn nút chuông bên cạnh nút subscribe để luôn nhận được những thông báo khi Ly ra những cái video clip mới nhất. Và bây giờ thì bye bye. À, mọi người hãy nhớ là quán cà phê này tên là Cỏ Cà Phê và có địa chỉ ở 17TT3, khu đô thị Văn Phú, Hà Đông nha. Cách bệnh viện K3 chỉ có 3 km thôi.